Hãy cùng iSpy Channel tìm hiểu những lợi ích bất ngờ từ nước mía. Mía chứa các dưỡng chất cần thiết như carbohydrate, protein và các khoáng chất như phosphor, canxi, sắt, kẽm và kali. Uống nước ép mía tốt hơn việc ăn nhiều đường. Và khi uống nước mía cũng không nên cho thêm đường. Sự ngọt tự nhiên là đủ cho bạn. Đường từ mía chứa 15 calo, do đó nó rất tốt cho những người đang duy trì cân nặng, giảm nồng độ cholesterol. Uống nước mía có thể giúp giảm lượng cholesterol, cholesterol LDL và triglyceride để bảo vệ tim và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, cứng xương và chắc răng. Nhai mía làm cho nớ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nó cũng giàu canxi, giúp hỗ trợ sự phát triển của xương và răng. Chữa trị mụn. Nó có thể nghe lạ, nhưng đúng là nước mía có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng mụn trứng cá. Nó chứa axit alpha hydroxy ahas làm tăng sự phát triển của bạch cầu. Nếu tiêu thụ thường xuyên, nó sẽ loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể làm sạch lên da viêm và nhiễm trùng, loại bỏ mùi hôi miệng. Bạn có hơi thở hôi không? Nếu có, hãy bắt đầu uống nước mía để loại bỏ mùi hôi từ miệng. Đây là một nguồn khoáng chất phong phú giúp xây dựng men răng. Nước mía cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường răng và giữ nó khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch. Nước mía giàu chất chống oxy hóa chống lại các bệnh nhiễm trùng và cũng làm cho hệ thống miễn dịch mạnh lên. Nó cũng bảo vệ gan chống lại tất cả các loại nhiễm trùng như vàng da. Uống nước trái cây sẽ bổ sung cơ thể của bạn với các chất dinh dưỡng bị mất và protein cần thiết để giúp cơ thể của bạn phục hồi một cách nhanh chóng. Bổ sung năng lượng tức thời Nước mía là một chất tăng cường năng lượng tức thời và đó là một trong những lý do tại sao mọi người uống nó vào mùa hè. Uống nước trái cây là cách tốt nhất giúp bạn tránh xa tình trạng mất nước. Chống lại ung thư Nước mía có chứa các tính kiểm do canxi, magie, kali, sắt và manga. Với sự hiện diện của flavonoid, nước mía ngăn chặn các tế bào ung thư như ung thư vú và tuyến tiền liệt. Điều trị tiểu đường Nước mía là rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường cho dù nó có ngọt đến đâu. Nó có chứa một chỉ số đường huyết thấp và đường tự nhiên để ngăn ngừa mức đường trong máu tăng ở bệnh nhân tiểu đường. Giảm các cơn đau, nhiễm khuẩn Nếu bạn liên tục bị nhiễm khuẩn đường tiểu, sỏi thận và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bạn có thể pha loãng nước mía, nước ép vôi và nước dừa uống hỗn hợp này hàng ngày sẽ giúp bạn khỏi những bệnh này, giúp tiêu hóa tốt. Bất cứ ai bị các vấn đề về tiêu hóa cần cân nhắc uống nước mía mỗi ngày. Các chất nhuận tràng trong nước ép làm lành vết thương trong ruột và làm giảm bớt táo bón, đầy bụng và chuột rút. Nước mía cũng bao gồm kali cân bằng độ phờ của dạ dày. Ice Fire Channel là kênh update thông tin sản phẩm 24 trên 7. Vui lòng click nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin hơn nữa nhé.